hệ thống giao dịch an toàn, tự động, nhanh gọn, chất lượng. Chiết khấu thẻ nạp vào game là 0% và ưu đãi 20% khi giao dịch ATM. Truy cập ngay shopactrykit.com, bùiquyền.com để mua app hoàn toàn nhanh chóng và uy tín. Nếu anh em đang muốn tìm một nơi máy nạp chiết kích bình quân refi uy tín, chất lượng và giá rẻ, đến với shop.thanhnet.vn. Ở shop đang có một cái tính năng rất là hấp dẫn là mở hòm vàng chỉ với 50.000, bạn có cơ hội rất cao là 50% nhận được 30.000 vàng. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Chạy rồi. Rồi đi. Hai phát. Live cuối và theo lịch buổi tối thôi, chứ không phải là nghỉ live hẳn đâu. Chạy rồi. Giờ đi không còn gì nữa rồi. Thế nhảy hay bị mắc ấy nhở? Ôi xin nhá. Các bạn bình tĩnh, mình ăn kill dần dần cho. Các bạn bình tĩnh thôi. Không chết kìa. Ê, xin. Má em chẳng hát kiểu gì vậy? Kiếm đau tai thế. Nó lên kìa. Ôi trời ơi. Nó về đây. Mày nè. Chết nha. Chết chưa?
Ơ sợi trốn. Má thề. Đó làm thấy đâu không? Xin nhá. Cứu với. Ủa. Các bạn chết rồi. Hello mọi người nhá. 10 9 8 7 6 5. Mình học của Sion nhé bạn nhá. Nhớ bunny của Sion nhá. Ê ê ê. Nào mày giờ tao đi. Cứu 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 cứu. Chết. Ui, đừng có tốc biến vậy chứ, nhìn sợ thế. Na nó chứ. Ồ. Oh. Mình chết à? Má mày bunny nữa mà. Ôi. Ui giời. Reset go được nhá. Nhưng mà không phải máy này. Máy này không muốn đi được. Ôi trời ơi. Thơm thơm. Bình tĩnh. Ôi chết rồi. Quên mất chưa mới biết thành. Chạy đâu? Chạy đi đâu? Chạy đi đâu? Herum. Rồi. Ở đúng mình mới chưa mới thành. À đây đây, mới thành hả? Không mất thấy thành nhanh nhỉ? 9 8 7 6 5 4 3 2 1. Run tay quá, đang mình nói gì run tay quá. Ôi trời ơi, bắn cái gì đây? Nãy còn không? Chết rồi. Đằng sau này. À,
Ui dồi ôi. Dại dột quá bạn ơi. Ui trời ơi, dại dột quá. Đẹp muốn đi set go à? Thì để sau đi. Từ từ. Rồi à? Rồi thật kìa. Ui dồi ôi, ở trên đây là hỏng rồi. Phải đứng đây. Thẻ chứ mạnh dạn thế nào. Làm bot thôi có gì đâu. Hết cả đạn ạ, ui ôi. Ôi biến thành hero luôn rồi kìa. Anh em để tôi bắn nhé. Chết một thằng rồi. Hai thằng chết. Ôi. Ôi ơi. Ôi thôi đừng chết, đừng chết. À trời ơi.